23. Tiểu Hắc, Tiểu Hắc, Tiểu Hắc, sao vậy? Ai nhốt mày ở đây? Có người vào phòng tôi. Vào trong nói. Làm sao cô biết? Lúc tôi đi có nhốt con chó vào trong phòng. Lúc trở về con chó bị nhốt trong nhà vệ sinh. Chắc là Phan Cửu Dương. Xem ra chúng ta đã bị bán đứng. Phần tử điên cuồng như anh ta chắc chắn sẽ bắt từng manh mối không buông. Alo. Đại sở trưởng Phan, đang bận gì hả? Cung Lệ, cô chịu gọi điện cho tôi thật sự rất vui. Chuyện lần trước là tôi không tốt, xin lỗi nha. Có lúc con người tôi chính là như vậy, quá nhạy cảm rồi. Không phải anh có lúc là thường xuyên. Thôi bỏ đi, chuyện của quá khứ không nhắc nữa. Được, tôi thích điểm rộng lượng này của cô, như vậy đi. Tối nay tôi mời cô ăn cơm đền tội, cô thấy sao? Yên tâm, lần này tôi sẽ không hạ thuốc mê. Dứt khoát hạ thuốc độc luôn, độc chết tôi cho rồi đi. Cái gì vậy? Chứ bằng tôi tự hạ độc chính mình. Nếu cô chết, tôi làm sao sống tiếp đây? Được rồi, vậy chút nữa tan làm tôi trực tiếp tới tìm anh. Không cần đâu. Hay là tôi tìm cô, tôi có xe. Không cần đâu, tôi cũng có xe. Cô có xe gì?
Xe mô tô? Không cần đâu. Hay là tôi qua đó cho. Xe của cô quá phô trương và xa xỉ rồi. Vậy được thôi. Cho anh cơ hội một lần hầu hạ bổn tiểu thư, chắc chắn phục vụ chu đáo. Buổi tối gặp. Bye. Không nhìn ra điều gì không ổn. Anh sao vậy? Hôm nay cô gặp mặt anh ta, phải biết chừng mực. Anh ghen rồi. Về mặt công việc, tôi phải chịu trách nhiệm với cô. Về mặt cuộc sống, anh cũng phải chịu trách nhiệm với tôi. Nói, chịu trách nhiệm. Về mặt cuộc sống, tôi không thể chịu trách nhiệm với cô. Lúc nào tôi cũng chuẩn bị hy sinh. Người lúc nào cũng chuẩn bị hy sinh không phải là anh, là hai chúng ta. Hai chúng ta là một chỉnh thể, một người. Nếu anh chết đi, tôi sẽ không sống. Tôi chết rồi, anh phải kiên trì sống tiếp. Vì đối với tổ chức mà nói, anh quan trọng hơn tôi. Chúng ta đều rất quan trọng. Chúng ta phải cùng nhau tới viên an, cùng nhau sống đến ngày thắng lợi. Tôi cố tình cắn anh đó. Tốt nhất để lại một vết sẹo, để cả đời anh nghĩ về tôi, nhớ đến tôi. Vào lúc nguy cơ như vậy, bất cứ lúc nào, sinh mệnh cũng có thể bị kẻ địch tàn bạo bắt trên giá, treo cổ đẫm máu. Nếu không có tín ngưỡng kiên định, cơ bản không cách nào mỉm cười đối với sống chết. Cái ôm đến trễ lần này giống như một sợi tơ tuyệt đẹp kết nối hai trái tim chờ thử thách, truyền cảm hứng cho lòng can đảm và sức mạnh vô hạn, ngưng tụ thành giọt nước ấm lạ lùng. Máu bên trong giật dờn dần, trong trái tim của họ tưới lên đóa hoa xinh đẹp. Tên của đóa hoa này gọi là tình yêu. Chào tiểu thư, cô thật sự rất đẹp. Sao hôm nay nhớ đến việc mời tôi ăn món Trung vậy? Rượu vang với món Trung mùi vị rất lạ. Ai nói rượu vang không kết hợp được với món Trung? Đôi khi hai người không hợp nhau ở bên nhau cũng hợp, huống chi là đồ ăn. Cạn ly, cạn ly. Món súp gà này khá thơm. Đúng rồi, bình thường vào buổi tối ai ăn chung với cô? Một mình ăn thôi, ở nhà ăn. Một mình, cô không cảm thấy nhàm chán? Anh đang muốn hỏi, cô không thấy cô đơn phải không?
Muốn không cô đơn, phải giữ mãi một trái tim cô đơn. Cô cũng không thể cứ cô đơn hoài được. Tuổi cũng không còn nhỏ nữa nên nghĩ vấn đề cá nhân. Vậy có cách gì đây? Ai dám lấy tôi? Tính khí và tuổi tác lớn như nhau. Thanh xuân giống giấy vệ sinh, cứ dùng hoài thì sẽ hết. Đúng rồi, Mạnh Triều Dương đó, gan của anh ta không phải rất lớn à? Còn đi chung với cô. Anh ấy hả? Thôi bỏ đi, đó là tự tôi bám lấy. Người ta cơ bản không có ý đó. Tối hôm đó, cô thật sự tới ký túc của anh ta. Không phải anh đã nói rồi sao? Gần quan được ban lộc. Cô chủ động như vậy mà anh ta còn không tiếp nhận cô. Không nhìn ra nha. Lão Mạnh này thật sự có ý muốn làm Liễu Hạ Huệ không nảy ý xấu. Không tệ, là một người đàn ông tốt. Anh nói vậy là sao? Không phải Lão Mạnh cử anh tới làm mối chứ? Mời, mời. Tôi mang chai rượu đến cho anh. Vào trong đi. Chạy đi. Anh ta nói mập mờ. Trên thực tế là muốn biết cuối cùng tôi đã hãm sâu đến mức nào trên người anh. Nói như vậy, anh ta vẫn còn ảo tưởng về cô. Đúng vậy, có áp lực rồi đúng không? Ý tôi là ảo tưởng về lập trường chính trị. Tôi muốn nói cô biết, đội ngũ của chúng ta đã đánh thắng trận Đông Bắc. Cô lập công đầu. Thật hả? Vậy anh khen thưởng tôi ra sao đây? Lấy trà thay rượu, kính cô một ly. Tôi mới không thèm. Nay anh đã có thành ý, vậy chúng ta uống một ly đi. Hôm nay cô đã uống rượu rồi, đừng uống thêm nữa. Tôi uống, kính cô một ly. Anh có biết trên thế giới này thứ trân quý nhất là gì không? Cô nói xem. Anh đoán tôi sẽ nói gì đây? Cô chắc chắn nói đó là tình yêu. Sai rồi. Sao vậy? Không phải trước giờ cô luôn tôn sùng tình yêu sao? Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây. Trên đời này có thứ quan trọng hơn tình yêu, là tính mạng.
Hai người đều không đi làm. Đã kiểm tra kết thúc, không phát hiện vết tích gặp phải bắt cóc. Tôi sẽ sắp xếp phòng hành động toàn lực tra tung tích của họ. Dạ, đợi điện thoại của tôi. Dạ. Thật ra, lúc Phan Cửu Dương bắt đầu thăm dò cung Lệnh, cô đã xác định được người lẻn vào ký túc xá chính là anh ta. Cô không định trơ mắt nhìn Phan Cửu Dương khu lưới. Cô muốn dốc hết sức mình để cứu vãn người yêu. Chúng ta đang ở đâu? Cô muốn đưa tôi đi đâu? Chúng ta đến Côn Minh, sau đó đắp chuyến bay của đội phi hổ qua Myanmar sang Mỹ. Cô muốn để tôi trở thành kẻ đầu ngũ, vậy còn tốt hơn một xác chết. Anh làm gì vậy? Tôi muốn trở về. Làm sao anh trở về? Đi bộ về, bơi về, có bò thì tôi cũng bò về. Anh ngốc hả? Nếu anh về thì tương tự như tìm cái chết. Tôi không lo nhiều đến vậy. Dương Thuyên, anh làm cái gì vậy? Anh đã từng thề không thể nói chuyện của trưởng phòng Mạnh và chị Cung cho bất kỳ ai. Tôi biết rồi, yên tâm đi. Nói được làm được. Không được. Thề với thần với quỷ, tôi không tin được. Tôi muốn anh thề với danh nghĩa tình yêu. Vậy phải thề ra sao? Anh thề với nó đi. Con thuyền phía trước, dừng lại đi tiếp nhận kiểm tra. Cục trưởng, Bộ Tư lệnh Cảnh bị gọi điện tới. Hai người đều bị bắt. Anh bắt họ đưa về, thẩm vấn chặt chẽ. Dạ. Người anh em đều là người nhà, đừng ép tôi thô lỗ. Hai người có phải là Mạnh Triều Dương và Cung Lệ không? Anh nói trước, anh là người của bộ phận nào? Tôi đã nói với anh rồi, phòng kiểm tra đường thủy. Phòng kiểm tra đường thủy do Bộ Tư lệnh Cảnh bị quản phải không? Đó là tư lệnh của mấy anh lớn hay ông chủ đới của chúng tôi? Sao vậy? Hai người là người của sở chỉ huy quân sự. Chuyện này đúng là không ngờ. Sao cấp trên của mấy người không nói với anh? Người muốn bắt là người nào? Chỉ nói là muốn bắt một nam một nữ, hai kẻ tình nghi. Sau khi bắt thì đưa tới Bộ Tư lệnh Cảnh bị giam giữ. Tôi thấy cái nón gạt màu đen của anh đã sờn gần hết. Cho tôi một điếu. Cuối cùng mối quan hệ giữa hai người là gì? Có liên quan đến anh sao? Chúng tôi là người yêu. Lão huynh, có thể gọi điện được không? Chuyện này hả? Tôi không làm chủ được. Tôi không gọi chỗ khác, mà gọi cho sở trưởng của chúng tôi. Chuyện này hả? Chắc là được. Khoan đã, nối máy cho chủ nhiệm Mao. Mao Khánh Tường, phòng cơ mật quân quỷ. Mấy người tin được không? Đương nhiên, đương nhiên, đương nhiên. Vậy thì nối máy phòng cơ mật quân quỷ. Phiền chủ nhiệm Mao đích thân nghe điện thoại. Lần này phiền phức rồi. Tùy cơ hành sự. Sở trưởng An, Mạnh lão đệ, chuyện này đúng là hồ đồ mà.
sao lại không từ mà biệt? Sở trưởng An, nếu thật sự muốn đi, làm sao chúng ta có thể gặp mặt? Cục trưởng có nói phải thẩm tra nghiêm ngặt. Phó sở trưởng Phan, tiểu sư đệ, chú nhìn mau, cậu chịu thiệt thòi rồi. Cung tiểu thư, chú nhìn mau, xin chào. Hai người có vẻ lạ mặt. Báo cáo chủ nhiệm Mao, tôi là Sở Dĩ Phong của phòng hành động trong Sở Chỉ huy quân sự. Báo cáo chủ nhiệm Mao, tôi trong Sở Chỉ huy quân sự. Được rồi, không còn chuyện của hai người nữa. Chủ nhiệm Mao, tại hạ phụng lệnh cục trưởng đới. Bên đới lạp để tôi nói cho. Bây giờ hai người không còn chuyện gì nữa. Người trong sở chỉ huy quân sự chỉ biết đấu tranh nội bộ. Tiểu sư đệ, ở đó làm khó chịu, hà tất phải nhịn? Cổng lớn của chúng tôi mãi mãi mở rộng cho cậu. Cảm ơn. Chủ nhiệm Mao, hai người này bị tình nghi bỏ trốn. Cơ quan quan trọng như ủy ban quân sự thả hai quả bom hẹn giờ, e là không thỏa đáng. Ý của Y Vũ huynh nên làm sao mới thỏa đáng đây? Điều tra thử, còn phải thẩm tra. Được thôi, bây giờ hai người này còn trong biên chế của Sở Chỉ huy quân sự, vậy thì hội thẩm ở tam đường của anh đi. Không biết tôi có thể đứng một bên nghe được không? Đương nhiên, điều này tất nhiên là được. Hãy nói đi, tại sao hai người muốn bỏ chức vụ mà lẩn trốn? Bỏ trốn? Ai nói chúng tôi muốn bỏ trốn? Chuyện này chỉ có hai người biết. Không lẽ không biết quy tắc? Nghĩa gì tại sao không xin phép? Chúng tôi sợ sở trưởng không duyệt, chuẩn bị tiền trảm hậu tấu. Hơn nữa, sở trưởng Phan hiểu biết sâu rộng. Ai từng thấy người dẫn chó bỏ trốn bao giờ? Tôi cũng muốn thỉnh giáo phó sở trưởng Phan một chút. Tại sao chúng tôi phải từ bỏ tiền đồ tốt đẹp như vậy, tự ý bỏ trốn chứ? Anh có gì thì chút nữa nói. Anh nói tôi nghe trước, tại sao lúc phát hiện anh lại đang trong tình trạng khẩn cấp? Là tôi trói anh để đào thoát khỏi tổ chức, anh hài lòng chưa? Hỗn láo. Trưởng phòng Mạnh, cậu có giải thích gì không? Chuyện này tôi tin trong báo cáo nửa năm trước ở phòng hành động từng nhắc đến chuyện này. Trong cuộc đàm phán ở Trùng Khánh, có một lần trưởng phòng Triệu tận mắt thấy tôi trói bạn gái vào giường. Trưởng phòng Triệu từng đề cập chuyện này trong báo cáo của phòng hành động. Mấy ngày nay tôi ở trong khoa cảm thấy bức bối. Thiếu tá Cung nói là ra ngoài đi dạo. Tôi không biết cô từ đâu biết được chuyện này. Lòng sinh đố kỵ, bèn gậy ông, đập lưng ông. Ngày nào cũng làm việc dưới họng súng của người mình. Không chết ngạt mới là lạ. Vũ Nông, hai thiên tài này, nếu sở chỉ huy quân sự của anh không chứa được họ, tôi có thể cho họ một cơ hội phát huy. Chủ nhiệm Mao nói giỡn rồi. Trong nội bộ đoàn thể, nếu có người ghen ghét người tài, tôi sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Tiểu sư đệ, đã nghe thấy chưa? Có cục trưởng đới chống lưng cho cậu, tôi tin cậu sẽ tạo được thành tựu. Đúng rồi, tôi có hai loại rượu vang đỏ từ Hop Ryan. Hôm nào có rảnh, chúng ta cùng nhau thưởng thức. Hop Ryan, đó là bản dịch sang tiếng Anh của Obrien. Hop Ryan, quá đắt rồi. Đúng vậy, người bình thường nhắc đến Bordeaux luôn không thể tách rời khỏi La Ferrero. Tôi không biết sơn ngoại hữu sơn. Chủ nhiệm Mao nói rất đúng. Tiểu sư đệ, cậu không tới tôi sẽ không mở ra.
Dạ. Chủ nhiệm Mao, mời. Mao huynh, tiểu đệ không tiễn xa được, có rảnh thường tới chơi. Tạm biệt. Tạm biệt. Tam đường hội thẩm. Tra được gì rồi? Để người khác xem trò cười. Cô hiểu người bạn cũ Phan Cửu Dương của mình. Anh ta sẽ không cam chịu thất bại. Con người anh ta trước giờ luôn kiêu căng. Lần này cục trưởng đới khiển trách vài câu, chắc ít nhiều cũng nhận một chút giáo huấn. Như vậy nguy hiểm hơn. Lần sau anh ta ra tay, chắc chắn sẽ tấn công chỗ hiểm của chúng ta. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Triệu Dương à, cậu nói xem, nếu kẻ địch hỏi mượn dao của cậu, cậu có cho mượn không? Nếu là kẻ địch, đương nhiên không cho. Nhưng cấp trên kêu cậu cho mượn, cậu có cho mượn không? Vậy thì phải cho mượn, mệnh lệnh của trưởng quan không thể chống lại. Hai ngày trước, cục trưởng đới kêu tôi cho phòng hành động mượn một con dao. Tôi cho mượn rồi, nhưng mượn thì mượn. Trong lòng tôi không thoải mái lắm. Phòng hành động trước giờ luôn trang bị hoàn hảo, sao lại hỏi mượn dao của ông? Sao cậu cũng hồ đồ vậy? Phòng hành động hỏi mượn tôi, đương nhiên là mượn dụng cụ đo hướng. Vẫn cho mượn thì hơn, cho thấy ông rộng lượng. Rộng lượng cũng vô dụng, bây giờ đều là những đồ không biết xấu hổ. Thân xác này làm người ta đau khổ. Mọi người ngoài mặt đều cười, trong lòng toàn giấu dao. Diễn kịch nhiều năm như vậy, phiền quá. Sở trưởng, làm việc tại trụ sở chính, vẻ bề ngoài thì vẫn phải làm. Tôi nghe nói có vài bộ phận, nội bộ chia bè phái, đấu đá nhau. Khoảng thời gian trước, phòng thanh tra đã xử lý phó trạm trưởng trạm Thẩm Dương Lưu Quốc Thụy. Bây giờ, người ta đều mắc sai lầm, vậy cũng không gọi là sai lầm, thì là kẻ giật dây không cứng. Chính xác. Sở trưởng, đột nhiên qua lửa khôi phục liên lạc. Sao chép nghe lén? Dạ. Nào, để tôi nghe thử. Hơn một nửa là hàng giả. Hoạt bát tuấn tú, nhanh nhẹn thông suốt. Lúc ông giết bức Lan Đình Tự, chắc chắn tâm linh tương thông với Dương Nghĩa Chia. Bút tích của Nhan Chân Khanh. Bạch Vũ nói với tôi, ngài thích nghiên cứu kiểu chữ đại chúng. Làm gì có, tôi chỉ thích viết viết thôi. Bề ngoài, Lưu Minh Diễn vốn không điều tra lần đi không từ mà biệt này. Nhưng dựa vào trực giác thì có thể cảm nhận được, ông đã nảy sinh nghi ngờ với mình. Hoàn cảnh ngày càng phức tạp. Chí Hoa, mặc kệ gặp phải tình huống gì, anh đều phải kiên trì với tín ngưỡng của mình. Cả đời đấu tranh vì cách mạng,
không tiếc xương máu. Chủ tịch Mao từng nói, con người đều phải chết, nhưng ý nghĩa của cái chết có sự khác nhau. Anh là cựu đảng viên, hiểu hàm ý trong này hơn em. Báo cáo. Sở trưởng, vụ án của đặc vụ người Nhật Morishima Taka đã có tiến triển mới. Có tiến triển gì? Thủ hạ có người anh em nhận ra tấm ảnh anh ta mang theo bên mình. Người phụ nữ trên đó là một kỹ nữ. Ở đâu? Đã bị đưa tới phòng tra tấn. Sở trưởng, tôi đi một chút. Nay vụ án của phòng thông tin khó xơi như vậy, vậy thì tạm gác nó sang một bên, giải quyết trường hợp của người Nhật, cũng coi như cho cục trưởng cơ hội nhìn bằng con mắt khác. Được, tôi biết rồi. Ngồi xuống. Mấy anh bắt tôi làm gì? Người trong ảnh là cô phải không? Không phải. Cô nhìn xem, cô còn nói dối. Đốm đen này không phải giống hệt hả? Ông chủ. Tạm biệt. Cậu tới rồi hả? Thuốc lần trước cậu cần, tôi đã chuẩn bị xong. Mời ngài sang bên này. Mời vào. Lần này coi như mạo hiểm qua ải, Phan Cửu Dương không công mà lui. Đới Lạc cũng có chút bực bội, cho nên chỉ cần chúng ta cẩn thận mọi mặt, vẫn có thể ở lại. Hy vọng ngài chuyển suy nghĩ của tôi cho tổ chức. Trận địa này là vô số người anh dũng hy sinh thành lập. Chúng ta không thể dễ dàng rút lui. Được thôi. Đúng rồi. Dạo này tình hình của đồng chí Cung Lễ thế nào? Cũng khá tốt. Vậy thì tốt. Cổ vừa bị xúi dục, cấp trên vô cùng coi trọng cổ. Đồng chí Cao Chí Hoa, tôi hy vọng cậu quan tâm cổ nhiều hơn. Tôi biết. Nói như vậy, cô không biết anh ta là ai. Thỉnh thoảng anh ta tới nhà hát chúng tôi, mỗi lần đều tìm tôi. Hơn nữa, còn ra tay rất hào phóng, cho nên anh ta tặng tấm ảnh này cho tôi. Tấm ảnh này chụp từ lúc nào, không nhớ nữa. Nửa năm trước thì phải. Lần nào anh ta cũng tìm cô, thích cô như vậy hả? Người tới nhà hát đều thích tôi. Đều thích cô. Cô nổi tiếng lắm à? Cũng tạm được. Anh cũng có thể thử công phu của tôi. Một bộ đồ bị người này thử, người kia thử, tặng miễn phí cũng không ai cần. Tôi thấy những người đàn ông giật chiếc váy này sẽ bị gãy xương. Có muốn biết gãy xương là mùi vị gì không? Thủ lĩnh, thứ cho tôi nói thẳng, Morishima Taka đã bị bắt lâu như vậy rồi, lẽ nào anh không lo lắng chút nào sao? Morishima, 5 tuổi đã cắt dây thần kinh cảm giác đau chủ yếu trong cơ thể, bắt đầu tiếp nhận huấn luyện, 20 năm, chưa hề gián đoạn. Sở hữu nghị lực phi thường, là dũng sĩ trung thành đáng tin tuyệt đối. Có chết cũng sẽ không phản bội chủ nhân. Cậu không phải ninja, sẽ không hiểu được đâu. Lẽ nào anh ta không có điểm yếu? Ai cũng có điểm yếu hết. Tình cảm còn sót lại, có thể là điểm yếu chí mạng.
Aoko. Aoko, sao em ở đây? Một đôi uyên ương số khổ tương ngộ tại đây đúng là lãng mạn quá. Nào, hai người đó, bớt giận đi. Tôi nói, đừng đánh em ấy, đừng đánh em ấy. Đánh anh ta. Đừng mà anh, đừng lo cho em. Anh phải tự mình cẩn thận. Thì ra hai người là anh em hả? Là Đạt Thành, tên thật Nakamura, là trưởng ban đặc vụ của sư đoàn 6 trước đây của quân Nhật. Nói bản thân anh đi. Tôi là ninja được gia tộc Nakamura bồi dưỡng. Sau khi chiến tranh bắt đầu, tôi theo chủ nhân tới Trung Quốc. Người Nhật đã đầu hàng, Nakamura còn ở lại Trung Quốc làm gì? Làm kinh doanh. Là làm sát thủ, là kinh doanh tình báo phải không? Vậy thì tôi cảm thấy hai chúng ta có thể có một loại quan hệ hợp tác. Anh thả Aoko ra đi. Em ấy là người thân duy nhất của tôi trên đời này. Phó sở trưởng có tình hình mới. Là tình hình gì? Khoanh vùng bên ngoài vị trí nguồn tín hiệu của Đài Phát thanh Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cắn câu chưa? 5 giờ chiều nay, tín hiệu đã xuất hiện, nhưng kéo dài khoảng 3 phút thì biến mất. Hôm qua và hôm trước đều xuất hiện tín hiệu đúng 5 giờ sáng. Đây rất có thể là họ đã hẹn nhau trước, thời gian thông báo bình thường. Hôm nay đổi sang buổi chiều. Có lẽ họ có tình báo quan trọng muốn gửi đi. Lúc nãy anh nói là 5 giờ sáng. Lúc đó trời chưa sáng thì phải, đúng. Gần đây có kiến trúc nào tương đối cao không? Có. Gác chuông tồi tàn ở con phố phía tây, cao mấy chục mét. Nhưng mà cầu thang bị hư, người bình thường không thể đi lên. Không sao, chỗ tôi có người. Cô sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi. Không sao đâu. Nếu không có anh, tôi đành phải phơi thay đầu đường. Tiểu Khê, tôi muốn cô rời khỏi đây, đổi môi trường sống mới. Dù sao bây giờ tôi là lão bá tánh. Anh đi đâu? Tôi đi đó. Chạy đi. Trạm trưởng Mã, Lâm Mỗ từng giúp anh không ít chuyện. Chỉ xin anh một chuyện này. Vẫn mong anh
giúp tôi một tay. Không phải nói ninja đều là động vật không có thức tình lục dục sao? Sao vậy? Là huynh động tình rồi hả? Chuyện này không thể để người ngoài biết. Anh dùng thời gian dài như vậy cũng không giải quyết được Phan Cửu Dương. Cục trưởng qua vài bữa sẽ tới Bắc Bình giám sát trạm Bắc Bình của chúng ta. Nói không chừng chính là Phan Cửu Dương xúi dục. Bây giờ thân tôi khó bảo toàn, e là có lòng không có sức. Nếu là vậy thì tôi không làm phiền trạm trưởng Mã nữa. Chúng ta tự cầu phúc đi. Người Nhật mánh khóe thú trời. Anh ta và vợ của chủ nhiệm Mao và bà Trịnh đều có qua lại làm ăn. Huống hồ chúng ta còn phải đề phòng gian tế nội bộ. Do vậy, tôi nghĩ trước khi hành động, phong tỏa tin tức trên dưới. Được. Từ bây giờ, anh chính là sở trưởng. Anh quyết định. Anh đây là muốn giết tôi hả? Đây là tán thưởng. Cửu Dương, anh có tài năng lớn đến vậy. Tôi dựng sân khấu lớn cho anh. Yeah.